Kính thưa các bạn, hôm trước có một số bạn cần tìm hiểu cách đọc bài Kim Sĩ Điểu Vương Chân Ngôn. Hôm nay chúng ta sẽ đọc qua bài Kim Sĩ Điểu Vương Chân Ngôn Garuda Raja Tantra. Kính thưa các bạn, bài chú này được trích từ trong kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sĩ Điểu Vương Phẩm. Các bạn có thể bấm vào nguồn link sau đây để đọc bài kinh đó. Bài chú tiếng Việt được viết như sau: Nắng mạc ta mãn đa một đà nam a bát la đệ hạ đa xã tác na nam đát nể giả tha án xã cú na ma hạ xã cú na vị đáng đa bả khất xoa tác phật bả nặng nga na ca khư 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 hứ khư hứ tam ma giả Mano Tát Ma La Hồng Đệ Sắc Xá Mạo Địa Tát Đát Phủ Chỉ Nương Bả Giả Đệ Sa Phật Hạ. Bài chú tiếng Phạn có các phiên bản khác nhau, tạm thời chia ra làm hai phiên bản chính. Phiên bản thứ nhất có nhiều cách chia chữ nhưng hầu hết là như nhau. Còn phiên bản thứ hai là của Ngài Cư Sĩ Huyền Thanh biên soạn. Phiên bản thứ nhất trích từ trong kinh Manjushri Mulakalpa, hay còn gọi là Arya Manjushri Mulakalpa, tiếng Việt gọi là Kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quỷ. Bài chú được mang tên Phạn là Garuda Raja Tantra, hay trong tiếng Việt gọi là Kim Sĩ Điểu Vương Chú, được ghi lại với nhiều phiên bản gần giống như nhau, tùy theo từng tài liệu, chỉ khác nhau ở một vài từ ghép được tách ra. Do đó, trong phiên bản một này, chúng ta sẽ thấy có bốn cách viết gần giống như nhau. Đây là cách viết thứ nhất. Chúng ta có thể bấm vào nguồn link ở dưới đây để xem bài chú này và cách viết này. Trong cách viết này thì chúng ta thấy là câu đầu thì cái chữ Samanta Buddha Nam Apratihatasa Sana Nam thì được ghép lại với nhau. Chữ Padma Vitatapaksa cũng ghép lại. Chữ Sarvapannaga Nasaka cũng ghép lại. Chữ Samayamanusmara cũng ghép lại. Cách viết thứ hai thì cũng giống như cách viết thứ nhất, nhưng mà ở đây là Bodhisattva thay vì là Bodhisattva, cái này là Bodhisattva. Và cách viết thứ ba là chúng ta viết như sau, thì chúng ta sẽ chọn phiên bản này để chúng ta học. Và cách chúng ta đọc bài chú này là như thế này: Namasamanta Buddha Nam Apratihata Shasana Nam Tadyatha Om Shakuna Maha Shakuna Padmavitatapaksa Sarvapannagana Shaka Kaka Kahi kahi samaya manusmara hum tishtha bodhisattva nyapayati swaha namasamanta buddhanam apratihata shasananam tadyatha om shakuna maha shakuna padmavitata paksha Sarvapannaganashaka Khakakahikahi Sammayamanusmara Hum Tishtha Bodhisattva Nyapayati Swaha Namasamanta Buddhanam Apratihata Shasananam Tadyatha Om Shakuna Maha Shakuna Padmavitattapaksa Sarvapannaganashaka Khakakahikahi Sammayamanusmara Hum Tishtha Bodhisattva Nyapayati Swaha. Đó. Thì những cái chữ mà chữ ghép thì chúng ta tách ra để chúng ta dễ đọc. Thì trong bài chú này thì chúng ta đọc như thế này. Chữ này nếu mà đứng riêng một mình thì chúng ta đọc là Namaha, Namaha. Chữ H có dấu nặng là một Visarga.
Theo nguyên tắc thì chúng ta lấy nguyên âm ngoài trước chữ hát đó, chúng ta choàng ra ngoài sau và chúng ta đọc thêm cái âm đó là namaha, thấy không? Nhưng mà trong bài chú này thì chúng ta đọc là namas, bởi vì chữ kế tiếp là chữ s samanta, thấy không? Thì chúng ta chuyển chữ visarga này thành chữ s luôn để chúng ta đọc cho trơn tru trôi chảy. Namas samanta, namas samanta, samanta buddha nam, thấy không? Chỗ đây chúng ta chú ý hai chỗ. Một là chữ D. Chữ D đứng một mình thì chúng ta đọc là D. Nhưng mà chữ D và chữ H ghép lại chúng ta đọc là D. D. Buddha Nam. Chữ A có dấu gạch ngang trên đầu thì chúng ta phải đọc thời lượng nó kéo dài hai nhịp so với chữ A bình thường, thấy không? Buddha Nam, không phải là Buddha Nam mà là Buddha Nam, không? Buddha Nam. Rồi chữ này chúng ta đọc là Apratihata. A pra a pra ti ha ta Apratihata sa. Chữ S này chúng ta để ểnh cái lưỡi lên, không? Để cái lưỡi ểnh lên trên vào miệng đó, chúng ta đọc là sa sa, không? Chữ A này là làm chúng ta đọc là hai nhịp và chữ S này ểnh cái lưỡi lên. Còn chữ sa sao này chúng ta là sờ, giống như là sờ sờ bình thường, giống như màu xanh ở bên Việt Nam, chữ Việt Nam mình là màu xanh đó, sờ, thấy không? Sa sa na nam, thấy không? Sa sa na nam. Tadyatha, tadyatha, om. Chữ O là deep tone, chúng ta đọc hai nhịp. Om. Shakuna, shakuna. Chữ S này chúng ta ển cái lưỡi lên ha. Shakuna, maha, shakuna, maha, shakuna. Padma, padma. Vitata paksha, vitata. Vitata baksha, vitata baksha. Chữ ksha này nè, chữ s này chúng ta để cong lưỡi lại và búng ra sha sha ksha ksha. Chữ có chữ k ngoài trước đó, ksha. Vitata baksha, thấy không? Nếu mà chúng ta đọc tách ra chậm rãi chúng ta thấy nè, vi ta ta pa ksha, vitata baksha. Sarva, sarva. Pannaga, không phải là panaga mà là pan. Pannaga, pannaga, pannaga. Nashaka, nashaka. Chữ n, chữ na này là hai nhịp nè. Na và chữ sa này là chúng ta phải ểm cái lưỡi lên. Sa ka, nashaka. Kha kha, kha kha. Chữ K mà đứng một mình thì chúng ta đọc là cờ. Còn chữ KH là khờ. Chữ cờ nhưng mà bật cái hơi ra. Khờ. Kha kha. Kha hi. Chữ K này khác với chữ K trước nha. Chữ K màu đen là khờ. Còn chữ K này là kha. Kha hi. Kha hi. Bởi vì chữ K này là cái chữ A này có hai nhịp nè. Có dấu gạch ngang trên đầu nè. Kha hi. Kha hi. Samaya, chữ này là samayam anusmara, thì chúng ta ghép lại chúng ta đọc là samaya manusmara, samaya manusmara. Hôm, chữ u này chúng ta kéo dài hai nhịp ha. Hôm. Tishtha, tishtha. Chữ s có dấu nặng thì chúng ta uống cong lưỡi lại và búng ra sha sha. Và chữ th có dấu nặng là chúng ta đọc là thở, uống cong lưỡi lại và búng ra thở, thở. Tishtha, chữ T đầu tiên là đọc bình thường là để cái đầu lưỡi ở bên trong của cái hàm răng á, đọc là tờ ha, tờ tờ. Tishtha, tishtha. Bodhisattva, bồ, chữ O là hai nhịp nè. Bồ, chữ D là đọc âm bật nè. Đi, bồ đi.
Sato, chữ ô này hai nhịp nè, Bodhisattva, Nhāpayattī, nhờ, chữ J này chúng ta không đọc, âm câm, chữ này là nhờ ha, Nhāpayattī, Swaha, Swaha là hai âm, mỗi âm là hai nhịp, Swaha. Thì các bạn có thể đọc cái phần phiên âm màu tím ở đây, và trong phần phiên âm này nguyên âm nào viết in thì chúng ta sẽ đọc kéo dài hai nhịp, không, tức là thời lượng á, gấp đôi so với chữ nguyên âm bình thường. Nguyên âm bình thường thì chúng ta đọc một nhịp mà thôi. Còn phiên bản thứ hai là trích từ kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sĩ Điểu Vương Phẩm do ngài cư sĩ Huyền Thanh Việt dịch, thì chúng ta thấy rằng là ở đây là Panaga thay vì Nasaka thì đây là Naka, và không phải là chữ Vitata mà là Vitenta, Vitentapaksa, và trước nó không có chữ Padma, không có chữ Padma ở đây. Và chúng ta có thể bấm vào nguồn link này để chúng ta đọc bài chú này. Thì ý nghĩa của các từ ngữ vạn trong bài chú chúng ta không nên coi đó là ý nghĩa của bài chú, vì bài chú thì thực sự không có nghĩa nhất định, thấy không? Thì chúng ta có thể chúng ta dịch các từ từ vạn để chúng ta dễ dàng chúng ta học mà thôi. Là ôm Kim Sĩ Điểu Vương, Đại Kim Sĩ Điểu Vương, đôi cánh của ngài dang rộng như hoa sen nở, ngài diệt trừ mọi sân hận, dẹp trừ, thiêu hủy, hãy ghi nhớ lời đại nguyện hùm ở kề bên, mệnh lệnh của Đức Bồ Tát thành tựu kiết tường. Thì tiếng Anh thì chúng ta đọc là Om, O bird, O great bird, whose wings are broad like a lotus in bloom, O destroyer of all snakes, strike, strike, devour, devour, remember the contract, hum, stay, the Bodhisattva commands, swaha. Chữ Panaga là rắn, chỉ cho sự sân hận, cho thấy chỉ có lòng từ bi, tức là đôi cánh hoa sen dang rộng của Garuda mới dập tắt được lòng sân hận, rắn độc. Trong từ điển Phạn Anh, chữ Panaga lại là một hóa thân của Garuda, cho nên sự từ bi mở rộng tâm hồn của chúng ta sẽ tự độ và tiêu trừ lòng sân hận nơi chính mình. Bài chú này được xếp vào hàng Tantra. Chữ Tantra dịch âm là Đát Đạt La. Chữ này có nghĩa là sự kết nối, hay nghĩa rộng hơn là thành tựu pháp. Chúng ta nên mở ngoặc chỗ này vì cụm từ này dễ bị hiểu sai lệch. Khi chúng ta Google cụm từ Tantra thì chỉ thấy đa số những bài nói về tính dục nam nữ, trong khi đó tu đạo là nói về sự hài hòa âm dương và sự kết nối trong mối tương giao để thấy đạo lớn, chứ không phải nói về sắc dục của phàm trần. Nếu còn hiểu nghĩa qua lăng kính phàm trần xác thịt thì không phải là sự giải thoát chân chánh. Công năng của bài chú này thì bài chú này có rất nhiều công năng thù thắng, có thể giúp cho hành giả chuyển các việc xấu trở nên tốt lành hơn, trực tâm tu hành chân chánh cho đến khi giải thoát. Ngoài ra còn có rất nhiều công năng khác nữa như trí tuệ siêu việt, diệt trừ sân hận, vân vân, và chúng ta có thể đọc những công năng đó trong link sau đây. Và bây giờ chúng ta có thể trở lại bài chú để chúng ta đọc vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt. Namassamanta Buddhanam Apratihatasasananam Tadyatha Om Shakuna Mahashakuna Padmavitatapaksa Sarvapannaganashaka Kha Kha Kahi Kahi Samayamanusmara Om Tishtha Bodhisattva Nyapayati Swaha Namassamantabuddhanam Apratihatasasananam Tadyatha Om Shakuna Mahashakuna
Padmavita Tapaksha Saravapannagana Shaka Kaka Kahi Kahi Samayamanusmara Hum Tishtha Bodhisattva Nyapayati Swaha. Namasamanta Buddhanam Apratihata Shasananam Tadyatha Om Shakuna Mahashakuna Padmavitattapaksha Sarvapannaganashaka Kakakahi Kahi Samayamanusmara Om Tishtha Bodhisattva Nyapayati Swaha. Đó, bài chú này thì chúng ta đọc như thế. Xin kính chúc các bạn đọc tốt bài chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.